đi giao hàng đêm khuya, shipper lạnh sống lưng khi lạc vào cung đường bất ổn. Vì muốn kiếm thêm mấy đồng trong thời buổi khó khăn, anh shipper đã không ngần ngại nhận giao hàng thêm ban đêm. Thế nhưng mới đây, anh Hiển đi theo tiếng gọi đơn hàng của chị Huyền, cộng thêm sự chỉ đường nhiệt tình của chị Google Maps, anh Hiển đã lạc vào chốn sơn trang tiên cảnh lúc trời vừa sập tối. Theo đó, sau một hồi chạy lòng vòng, anh đã đi thẳng vào trong một khu nghĩa trang. Càng đi càng sâu, càng đi càng xa, và càng đi thì càng vắng vẻ, khiến cho anh Hiển cảm thấy có chút lạnh sống lưng. Vẫn vững niềm tin đi rồi sẽ tới, anh tiếp tục hành trình, nhưng rồi anh nhận ra con đường nào rồi sẽ cũng có những điểm kết thúc. Cuối nghĩa trang không hề có đường và cũng chẳng hề có nhà, buộc lòng anh phải quay xe. Đoạn clip sau khi đăng tải đã làm cho cộng đồng mạng hết sức phấn khởi với đơn hàng lạnh xương sống của anh Hiển. Nhiều người không khỏi tò mò, không biết nếu trong lúc anh quay xe và gặp ngay áo trắng đứng kế bên, hay là khi anh đang chạy mà chị gái đứng bên đường vẫy gọi, thì anh sẽ phản ứng thế nào? Một số bình luận khác được cộng đồng mạng để lại: đang chạy mà có người gọi tên là quéo liền, hết xăng ngay đó là tới công chuyện liền luôn. Anh Hiển gọi chị Huyền trả lời: anh đi thẳng vào khu nghĩa trang đi, nhà em ở trong đó là rén ngang liền. Chị Huyền: làm khó em út quá hà. Có chị nào áo trắng vẫy tay kì anh, sao không dừng lại hỏi thăm đường xem chị biết nhà chị Huyền không? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.